Đừng nói khóa này nhé. Không có ai xem. Hai người đang xem. Xin chào hai người xem ạ. Xin chào ba người đang xem. Không thấy người xem là ai, không hiển thị tên ạ. Không ạ. Hello mọi người. Ôi. Xuống đuôi luôn này. Ướt luôn. Chào ba người đang xem. Không biết ba người nào. Để anh cầm cho em á, tí nữa vào quay để em cầm. Ngoài tay thôi. Chào một người đang xem. Một người ạ.
nhìn người đấy. Quay đi khi học tắt. Vậy, đây Cường ơi. Từ chị. Hello chị Trang. Chào bốn người đang xem. Không hiện tên là ai đang xem luôn. Thank you.
Hello, 4 người đang xem. Vâng, cứ 3 lên 4 thôi chị ạ. Mặt người ta như thế này, kiểu
kiểu gì cũng xin tha cho xem, 50 xem thì cũng không mặn người ta luôn á. Nhân nhân chắc là vậy. Xin chào 5 người đang xem ạ. Tóc của bạn này khá là mềm, cắt xong á tự ôm rồi. Sang bên đây. Chị ơi, Quang Quang, chào Dung xinh gái nhé. Quang ơi, Quang đã tìm đến Facebook thứ hai của mình rồi đúng không? Xin chào Quang nha, vui quá, bây giờ có một người chào mình. Vui. Buồn như buồn mà chứ không cả người. Cả hiểu cũng sao ấy, cả hiểu cũng thế nào ấy, nhưng mà cũng cùng mình làm gì ấy. Cả hiểu luôn. Dạ. Yeah. Cả hiểu cũng gì luôn. Nóng không? Không. Ờ, chỉ có một cái video sầu riêng á, nó hơn 2 triệu lượt xem một sầu riêng á. Mọi người có chửi quá trời luôn, chứ không hiểu là tại sao mà lại chửi ghê luôn á. Ok, phần này em nhìn nha. Rồi, cái phần điểm máy em kết nối rồi đúng không? Sầu riêng rồi đúng không? Chậm lên. Đào ao lấp biển. Mình đã sớm lắm, mỗi ngày mỗi buổi sáng đều có việc để làm thôi. Quá quá chẳng thấy gì luôn. Quá quá chẳng thấy gì. Tưởng nó mỗi rất là như này thôi, mình cũng đơn giản thôi nhá, nó cũng cần đuổi.
Vâng. Như ngày xưa mà nếu như học cách ngày xưa. Tiền phải phải thế này. Xin chào 3.000 người đang xem. Em ơi sấy xong rồi nhá, xong rồi gọi chị. Quang ơi, Quang còn nhận ra Dung không đây? Quá chứ không gặp. Chào mọi người. Chào tất cả mọi người. Facebook của Hoàng Dung đã bị khóa livestream rồi. Thế nên là Dung sang Facebook này Dung live. Đây là một câu chuyện buồn mọi người ạ. Mặc dù là rất là cố gắng giữ gìn nhưng cứ tí một là bị khóa like. Tí một là bị khóa like, cứ mấy ngày lại khóa like. Không hiểu sao luôn ý. Buồn. Quá buồn. Quang ơi, chúc anh ngày mới bội thu nha. Xin chào chị Nguyễn Hà. Ở nó nhỉ trong đây bé xíu. Nguyễn Hà. Nguyễn Hà. Chúc mọi người ngày mới rất là happy và tràn đầy năng lượng nha. À, tay của Lâm nâng cái tay lên. À, muốn cho sóng nó tròn căng thì phải nâng cái tay ngang ra, chính xác, nâng ngang ra đừng đưa xuống thấp, hiểu chưa? Nâng ngang ra. Xin chào mọi người, chúc mọi người ngày mới bội thu nha. Xin cảm ơn mọi người đã xem giúp Cali Nguyễn thì xem mình livestream và cắt bài cắt dài này. Đáng lẽ mình livestream trang cá nhân của mình cũng được tương tác rất là nhiều, nhưng mà bị khóa rồi thì nghĩa là rất là ít. Ok, xin chào mọi người nha. Nhiều người xem rồi đây này, đang chuẩn bị thoát ra, nhiều người xem chứ không thoát nữa, Dung ở lại nhá. Ít người quá nên đang sợ không có ai xem đi ra. Cái dáng cắt dài này ấy, thì nếu mà Dung cắt tóc dài Dung cắt rất là đơn giản. Những người mà đang bảo là muốn là qua Dung đi học vào cái đầu tháng 6 này ấy, thì mọi người nếu như học nâng cao về cắt ấy thì chỉ cần khoảng 3 ngày thôi là ok, là mọi người có cơ bản mọi người sẽ cắt được rất là nhanh đấy. Còn Dung thì những ngày dịch ở nhà Dung sẽ luôn luôn livestream những cái bài cắt để cho chị em tham khảo, từ tóc ngắn, tóc nhỡ và tóc dài, chia sẻ cho chị em cho đi được cái gì mình cảm thấy vui, cái điều vì điều đấy vui vì mình đã chia sẻ và cho đi. Eo ơi, mọi người đừng có xem không nhá, mọi người đừng có xem không nhá, Dung nói chuyện của mình Dung khê lắm. 5 người, 7 người đang xem mà chả ai nói chuyện với mình luôn ấy. Rõ ràng là Facebook là bạn bè rồi còn gì. Em chào chị Dương Huyền. Facebook là bạn bè của mình rồi mà cứ xem không, chả thấy nói gì cả. Chẳng phải ca sĩ, không biết hát. Thế ra là muốn mọi người tương tác với mình nha.
Vâng ạ, à, em chào chị đến Facebook Kali Nguyễn. Kali Nguyễn là Facebook của em Dung đấy. À, Dung có Facebook này mà cũng định đổi Facebook Hoàng Dung sang tên Kali Nguyễn. Nhưng mà chỉ sợ người không nhận ra thôi nên không đổi nữa. Em chào em Thuận Phong. Em không đổi nữa đấy chứ. Rất là vui cho mọi người sang Facebook Kali Nguyễn để xem mình livestream buổi phụ thuộc vào cái Facebook cá nhân của Hoàng Dung quá, thành ra đôi khi là nó khóa là mình không biết là làm gì. Em chào anh Thuận. Anh không xào em để em xào anh vậy. Thôi em thoát này, em út này. Chúc mọi người ngày mới tràn đầy năng lượng nhá. Em phải quay lại cái cách tỉa em đăng lên cho mọi người cùng xem nha.